đến thăm kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu của Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng dịp Tết Nguyên đán vào chiều nay. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc tiếp tục xây dựng tình báo quốc phòng luôn là lực lượng đặc biệt tin cậy, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, vững vàng về chính trị tư tưởng, chặt chẽ về nguyên tắc, vững chắc, trong sạch về tổ chức, mạnh về tiềm lực và hiệu quả cao. Nói chuyện với cán bộ chủ chốt của Tổng cục, Thủ tướng biểu dương những cố gắng và thành tích to lớn của Tổng cục 2 thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh năm 2019, nhiệm vụ chính trị của Tổng cục tiếp tục yêu cầu cao, khẩn trương hơn. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục 2 đã có bước trưởng thành lớn mạnh, đóng góp to lớn cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ và quân đội. Tổng cục tiếp tục khẳng định được là lực lượng tuyệt đối trung thành, đặc biệt tin cậy của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân, có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tin tức của Tổng cục đã có bước đột phá về số lượng, chất lượng và hiệu quả, phục vụ đắc lực cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các bộ ban ngành địa phương trong đánh giá tình hình, hoạch định đường lối, chính sách và xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 và những năm tiếp theo, Thủ tướng yêu cầu cán bộ, nhân viên, chiến sĩ phát huy cao độ truyền thống đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và thành tích đạt được, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, nghị quyết số 48 của Bộ Chính trị, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao nhất, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng cục, nhiệm kỳ 2015-2020 và các mặt công tác năm 2020. Tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ mới, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, vững vàng về chính trị, tư tưởng, chặt chẽ về nguyên tắc, tinh gọn, vững chắc, trong sạch về tổ chức, mạnh về tiềm lực và hiệu quả cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó. Trong chuyến công tác, Thủ tướng đã đến kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và trực Tết đối với Tổng cục T1, đơn vị trực thuộc Tổng cục 2. Thủ tướng đã nói chuyện thân mật, thăm hỏi, động viên tinh thần, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ và gửi lời chúc mừng năm mới đến gia đình cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của đơn vị.